Chào các bạn, bên mình đang nghỉ trưa các bạn. Đây thì mình đang ở trong cái xe này, xe tải lớn ấy. Thì xe này thì là hôm nay mình đi xe tối này thì có thể là đây nó rộng lắm, có thể ngủ được luôn. Thì mình làm một cái video, mình tranh thủ lúc nghỉ trưa, bây giờ đang nghỉ trưa thì mình làm cái video để mình chia sẻ vấn đề là về vấn đề là bộ đội ra ban hoặc đi lính ấy. Đấy, cái khái niệm đó. Thì cái video này thì mình làm, mình muốn là chia sẻ cho những bạn mà chuẩn bị đi Nhật hoặc là có ý định đi Nhật để bạn tham khảo, để bạn xem. Còn những cái bạn mà nói chung là những cái bạn ở Nhật mà bạn đang như mình này, nó bạn có thể là bỏ qua cái video này, bởi vì là mình kiểu như là mình không muốn múa rìu có mắt thợ gì cả, hay là mình cũng nói chung là bạn đang đây thì bạn biết như thế nào và bạn tự quyết định được đó. Thì là cái bộ đội Japan ấy thì là như này, bởi vì cái vấn đề nó liên quan và nó khá là nhạy cảm nên mình sẽ nói nó chung chung thôi. Đấy, thì là cái bộ đội Japan này ngày trước thì mình cũng không biết đâu. Ngày trước cái khái niệm sang đây thì hay là đi lính ở Nhật Bản ấy. Đấy, thì ngày trước mình cứ sang đây, mới sang mình thì là cứ tưởng là kiểu như là đi lính thì bộ đội đi nghĩa vụ bình thường, nhưng mà không, thưa cái khái niệm này sang đây mà anh em người Việt mình ấy thường là nói đó là một cái hành động là khi mà bỏ trốn, những người bỏ trốn ra ngoài đó. Đấy, thì là thực ra thì khi mà mình sang đây, những bạn du học sinh thì các bạn cái visa bạn khác, bạn có thể chọn việc được, chuyển việc dễ. Còn những khi mà mình như thực tập sinh như mình ấy, là người lao động như mình mà sang đây ấy, thì là ba, ví dụ như mình làm ở công ty này chỉ được 3 năm, mình sang đây mình ký cái hợp đồng là 3 năm với cái công ty này thôi. Đó, thì mình sẽ đạn này. Đó. Ba năm mà mình đây. Đấy, khi mà mình sang đây, mình sang đây mình ký cái hợp đồng với công ty này làm 3 năm. Đấy, 3 năm là mình chỉ làm công ty này với cái công việc này và với cái mức lương, cái hợp đồng như vậy. Đó, lương thưởng, lương bổng, mọi thứ là tất cả nó trong cái hợp đồng như vậy. Và chúng ta không được làm công ty khác, hoặc là trường hợp nó quá đặc biệt thôi. Đấy, hay là công ty phá sản hay có gì thì chúng ta mới chuyển hay là mới đổi. Nhưng mà trường hợp đấy là rất là ít. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta mà không kiểu như sang đây mà anh em, một số người, một số anh em mà không kiểu như không theo kịp, không trụ được ở cái công ty này ấy, không ở công ty mà đã ký hợp đồng ấy, mà chúng ta trốn ra ngoài. Đấy, rất nhiều lý do như là chúng ta không trụ được, với là cái công ty nó bất công quá, nó đối xử nó không được tốt đẹp này, hay là nó cái lương nó trả nó không được xứng đáng, hay là rất nhiều thứ khác, hay là nó xảy xích mích mọi thứ gì á, thì là chúng ta không thích là chúng ta chuyển sang, chúng ta bỏ đấy. Đấy, chúng ta bỏ, mà bỏ đi không phải bỏ về nước mà chúng ta bỏ ra ngoài đấy, bỏ ra ngoài kiểu như là xách ba đô đi và không báo người ta, hay đấy, trốn ra ngoài đó. Thì khi mà trốn ra ngoài thì nói chung là cũng được rất nhiều và mất cũng rất nhiều. À, ví dụ được này, mình sẽ nói về vấn được. Được thứ nhất là được về tiền. Được về tiền, thứ nhất là tiền á. Được thì thường là đi sang ngoài thì cái mức lương sẽ nhiều hơn đó. Chắc chắn thì sẽ nhiều hơn. Tất nhiên thì cũng có một vài, mình cũng thấy vài trường hợp là trốn nước ngoài cũng không phải là nhiều hơn mà nó sẽ ít hơn đó. Thì trốn nước ngoài đa số là được nhiều hơn, thường là hơn chục man làm công ty bình thường, trả được mức lương bình thường. Khi mà trốn nước ngoài thì chúng ta làm cái công ty nó làm kiểu lương nó không qua ấy nhiều ấy, không môi giới hay trả lương tay mọi thứ, hay là lương cái công việc nó khác đi, hoặc là chúng ta chọn, thường là sẽ chọn công việc nó tốt hơn thì nó lương nó cao hơn đó, lương nó được nhiều hơn tầm trên 20 man, khoảng đó, trên dưới 20 man á, lương nó nhiều hơn. Và đó là cái được. Còn cái mất thì mình thấy là cái mất nó nhiều hơn đó. Khi mà chúng ta ra ngoài thì nó mất nhiều lắm, nó mất nhiều. Thứ nhất là cái quyền lợi của chúng ta về mọi thứ, là chúng ta kiểu như là bây giờ chúng ta khi mà trốn ra ngoài, chúng ta là cái người bất hợp pháp rồi ấy. Đó, trốn là người ta không bảo vệ mình nữa. Công ty, hoặc là mình làm việc công ty, là người ta làm là sòng phẳng, hai bên là lương trả nhau, lương tiền là hết, chứ không phải như cái hợp đồng của mình là làm ở đây, làm công ty mình ký hợp đồng ở Việt Nam mà mình sang đây là mình ký cái hợp đồng là người ta cũng có trách nhiệm với mình ấy. Đó, hay là khi chúng ta bị bệnh tật hay là có bảo hiểm, mọi thứ là người ta lo, làm giấy tờ mọi thứ là người ta giúp đỡ mình. Còn khi mà mình chuyển ra ngoài thì cái đó thì nói chung là nó khó hơn rất là nhiều. Đấy, thì khi trốn ra ngoài thì nói chung là gặp công an thì cũng khá là rắc rối. Đó, hay là cái cuộc sống chúng ta nó cũng không được tự do nhiều hơn, vì mình đi lại mọi thứ nó cũng hạn chế hơn, vì là công an mình thấy đây là mình gặp cũng khá là nhiều đó, người ta hỏi thăm nhiều lắm. Nói chung là theo mình nghĩ là chúng ta mình không đánh giá là đó là tốt hay là xấu, bởi vì là nó rất nhiều lý do, nhiều cái mà
cái này nó cũng động chạm đến nhiều người ấy. Đấy, nhưng mà mình khuyên là những cái bạn mà mới hoặc bạn ở Việt Nam bạn chuẩn bị sang, ý định là nói chung là chúng ta sang đây là cố gắng, sang đây là phải vất vả, chịu vất vả, dù bạn làm ở công ty hay bạn chuyển ra ngoài, bạn trốn ra ngoài bạn làm ấy, thì nó cũng vất vả thôi. Và xác định sang đây là làm vất vả là phải cố gắng thôi, chứ còn để trốn ra ngoài nói chung là thường là nếu mà trốn bạn mới sang là trốn, nói chung là khá mệt, dễ. Nếu mà cái bạn mà làm lâu năm thì bạn làm một thời gian bạn tự biết là bạn tự quyết định như thế nào, còn bạn mới sang tốt nhất là chúng ta không cứ an phận, cứ cố gắng đã. Đấy, chúng ta cố gắng. Còn sang mà ra ngoài mà không biết tiếng mọi thứ, không biết quen biết ai mọi thứ, nói chung là cũng rất là mệt, rất mệt lắm. Nó sống kiểu như trôi dạt nay đây mai đó, mọi thứ không ai bảo vệ mình, ra công an người ta còn phạt này kia, nói chung nó rắc rối nhiều thứ. Đó. Thì nói chung là cái vấn đề này nó khá là nhạy cảm nên mình chỉ nói một chút thôi. Đấy, thì Nhật thì công an Nhật nói chung là cũng không ấy được đâu, không kiểu như là mình người ta cứ làm đúng ấy. Đấy, khi mà gặp là rất nhiều lần mình gặp là người ta, mình đi ngoài đường ấy không hiểu sao mình gặp rất là nhiều luôn, mình đi chợ gặp này, mình đang làm ở công trường này, người ta cũng vào người ta hỏi. Đấy, người ta hỏi giấy tờ mọi thứ, tất nhiên thì mình nên thì mình chả sao cả, mình quên mọi thứ thì quên cũng chẳng sao cả, vì ở đây mình có người công ty mà bảo vệ mình, hay là mọi thứ là mình đi hoặc là mình cho cái số điện thoại công ty nó gọi lên ấy, thì là mọi thứ là nó xong hết. Chứ còn nếu mình ra ngoài nói chung là gặp nó khá là mệt luôn. Đấy, thì cái này thì chúng ta cả những cái cô hai của mình sang là cũng mới đầu sang cũng thấy mệt, khó khăn rất là nhiều, bảo muốn trốn ra ngoài này kia, nhưng mà khi mà mình làm một thời gian thì cứ bảo anh em cứ động viên nhau là cố gắng đoàn kết cùng nhau làm thôi, dù sao sang đây như thế rồi bây giờ thì nói chung là cũng chưa biết nào. Còn làm một thời gian thì người ta cũng tự quyết định là như nào, còn nếu mà bạn mới sang thì nói chung là phải cố gắng rất là nhiều. Đấy, thì sang đây rất là vất vả vì công nhân làm việc mà, thì mình chỉ nói một chút thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem, thì chào các bạn, hẹn gặp bạn ở những video tới. Chào tất cả các bạn.